giá trị những góc đặc biệt của scene và code. Những cái giá trị như thế nào? Vậy đầu tiên ta xem coi vòng tròn. Ta thấy người ta dựng một cái trục nằm ngang, người ta đặt tên là trục code, và zero của code tại điểm màu đỏ. Zero của code tại điểm màu đỏ. Vậy đi về phía bên tay phải là dương và đi về phía bên tay trái là âm. Cũng vậy, ngay tại vị trí zero này, người ta dựng một cái trục vuông góc với trục code tại zero. Zero ngay tại điểm màu đỏ này vừa là zero của code và vừa là zero của sin. Trục sin và trục code vuông góc với nhau. Kế đến, người ta dựng một cái vòng tròn. Dựng một vòng tròn có bán kính là 1. Vòng tròn có bán kính là 1 và tâm của vòng tròn tại zero của sin và zero của cos. Như vậy, tại điểm màu đỏ này nó vừa là tâm của vòng tròn, vừa là zero của sin và zero của cos. Có bao nhiêu vòng tròn? Có rất nhiều vòng tròn. Nó chồng lên nhau nhưng mình tưởng tượng nó chỉ có một vòng tròn. Nếu vòng tròn này đi theo chiều ngược chiều kim đồng hồ, đi theo chiều dương là ngược chiều kim đồng hồ, và đi theo cùng chiều kim đồng hồ là chiều âm. Nhắc lại, ta đi ngược chiều kim đồng hồ thì là chiều dương của vòng tròn, và đi cùng chiều kim đồng hồ là chiều âm của vòng tròn. Và kế đến, người ta dựng một trục song song với trục sin và vuông góc với trục cos tại 1. Trục tan, người ta đặt đó là trục tan. Trục tan nó song song với trục sin và vuông góc với trục cos. Trục tan tiếp tuyến với vòng tròn tại vị trí 0 của vòng tròn. Nhắc lại nha, trục tan song song với trục sin và vuông góc với trục cos tại điểm 1. Và tại điểm 1 của cos và tại điểm 0 của vòng tròn. Nó tiếp tuyến với vòng tròn tại 0 của vòng tròn. Kế đến, người ta dựng một trục nằm ngang. Vuông góc với trục sin tại 1 của sin. Vị trí này nè, là 1 của sin và là 90 độ của vòng tròn. Người ta đặt đó là cotang. Vậy, tại điểm màu tím này, ta thấy có những giá trị như sau: 1, 0, 0 độ và 360 độ. Vậy ta thử xem coi 1 là của gì? 1 là giá trị của cos tính từ 0 là điểm màu đỏ cho đến điểm màu tím. Nên tại vị trí này đó là 1 của cos và 0 đó là 0 của tan. Trục tan 0 nằm ngay tại điểm màu tím này, đi lên là chiều dương và đi xuống là chiều âm, đó là trục tan. Còn 0 độ là của vòng tròn, ngay tại vị trí này là 0 độ là của vòng tròn. Và 360 độ cũng của vòng tròn. Khi mình đi hết một vòng thì nó là 360 độ. Vậy tại vị trí màu tím này 360 độ là của vòng tròn. 1 là của cos, 0 là của tan. Và 0 độ là của vòng tròn và 360 độ là của vòng tròn. Tại một vị trí nó có những giá trị như vậy. Và kế đến, ngay tại điểm màu vàng này ta thấy những giá trị như sau: 1 là của sin. Ngay tại vị trí màu vàng này 1 là của sin vì sin 0 nằm ngay tại tâm của vòng tròn và bán kính của nó là 1, nên khoảng cách từ điểm màu đỏ cho đến điểm màu vàng đó là 1 đơn vị. 1 là của sin và 0 là của cotang, tại vì trục cotang 0 nằm tại vị trí này, đi về phía bên tay phải là dương và đi về phía bên tay trái là âm. Và cũng tại vị trí này 90 độ là của vòng tròn. Như vậy tại vị trí màu vàng có 3 giá trị: 1, 0 và 90. 1 của sin, 0 của tang và 90 độ của vòng tròn. Còn điểm màu xanh lá cây này như thế nào? Ta có giá trị trừ 1. Trừ 1 là của trục cos
vì từ 0 của cốt nằm tại điểm màu đỏ đi về chiều âm đến điểm màu xanh, đó là một đơn vị và đi ngược chiều nên nó là trừ 1. Như vậy trừ 1 là của cốt và 180 độ là của vòng tròn. Nửa vòng tròn là 180 độ. Và đến điểm màu xanh dương, ta thấy có những giá trị như sau: trừ 1 và 270 độ. Trừ 1 là của trục sin, vì 0 của sin nằm tại vị trí màu đỏ và đi ngược về chiều âm. Ta thấy đó là trừ 1. Trừ 1 là của sin, vì bán kính của vòng tròn là 1 và 270 độ là của vòng tròn. 3 phần 4 vòng tròn là 270 độ. Và cuối cùng ta thấy, xin lỗi, và mỗi phần của vòng tròn có 3 góc đặc biệt. Mỗi phần tư của vòng tròn có 3 góc đặc biệt. 3 góc đặc biệt đó là 30, 45, 60. Nhắc lại, 30, 45, 60. 2 phần ngoài lớn, mỗi phần là 30 độ. 30, 30. Và 2 phần ở giữa nhỏ, mỗi phần là 15 độ. 30 cộng 15 là 45. 45 cộng 15 là 60. 60 cộng 30 là 90. Tổng cộng là 90. Nhắc lại một lần nữa, 2 phần ngoài lớn mỗi phần là 30 độ và 2 phần trong nhỏ mỗi phần là 15 độ. Vậy 3 đường thẳng của 3 góc đặc biệt 30, 45, 60 thì có 3 giá trị đặc biệt. Mình đi về trục cốt trước, có 3 giá trị đặc biệt đó là căn 1 trên 2, căn 2 trên 2, căn 3 trên 2. Căn 1 trên 2 là đoạn ngắn nhất tính từ 0 cho đến điểm đầu tiên là căn 1 trên 2. Căn 2 trên 2 là tính từ 0 cho đến điểm giữa là căn 2 trên 2. Căn 3 trên 2 tính từ 0 cho đến điểm thứ 3 là căn 3 trên 2. Vậy, còn nếu chiếu về trục sin, ta cũng có 3 giá trị là căn 1 trên 2, căn 2 trên 2, căn 3 trên 2. Căn 1 trên 2 hay là 1 phần 2, căn 2 trên 2, căn 3 trên 2. Nhắc lại, sin và cos đều có 3 giá trị đặc biệt. Đó là căn 1 trên 2, căn 2 trên 2, căn 3 trên 2. Và phần tư thứ hai, ta cũng có 3 góc đặc biệt. 3 góc đặc biệt đó là 120, 135, 150. 2 phần ngoài lớn là mỗi phần 30 độ. 2 phần trong nhỏ mỗi phần là 15 độ, cũng giống như phần tư thứ nhất. Và ta thấy là 90 cộng 30 là 120. 120 cộng 15 độ là 135. Độ 135 cộng 15 là 150, 150 cộng 15 là 108. Như vậy 2 phần ngoài lớn mỗi phần là 30 độ, 2 phần trong nhỏ mỗi phần là 15 độ. Và cũng vậy, 3 góc đặc biệt thì có 3 giá trị đặc biệt. Nếu mà mình, đó là căn 1 trên 2, căn 2 trên 2, căn 3 trên 2, nhưng nằm ở phần âm của trục cos nên nó là trừ căn 1 trên 2, trừ căn 2 trên 2, trừ căn 3 trên 2. Cũng vậy, ba đường thẳng này nếu mà chiếu về trục sin thì ta cũng có ba giá trị là căn 1 trên 2, căn 2 trên 2, căn 3 trên 2. Tương tự cho phần tư thứ ba, cũng có ba góc đặc biệt. Hai phần ngoài lớn mỗi phần là 30 độ và hai phần trong nhỏ mỗi phần là 15 độ mỗi phần. Tương tự cũng những phần tư khác giống nhau. Vậy những góc đó là 80, 180 độ cộng với 30 độ là 210 độ. 210 độ cộng 15 độ là 225 độ. 225 độ cộng 15 độ nữa là 240 độ. Đó là hai phần ngoài lớn mỗi phần 30 độ, hai phần trong nhỏ mỗi phần là 15 độ. Tôi nhắc đi nhắc lại để các bạn dễ nhớ. Và cũng vậy, nếu mình chiếu về trục sin thì ta thấy có ba giá trị đó là căn 1 trên 2, căn 2 trên 2, căn 3 trên 2, nhưng nằm ở phần âm nó là trừ căn 1 trên 2, trừ căn 2 trên 2, trừ căn 3 trên 2. Còn chiếu về trục cos nằm ở phần âm thì nó cũng là trừ căn 1 trên 2, trừ căn 2 trên 2, trừ căn 3 trên 2. Để ý một chút xíu, những cái góc có đường thẳng màu đỏ, ta thấy đó là căn 2 trên 2, trừ căn 2 trên 2, trừ căn 2 trên 2. Như vậy, nói chung là căn 2 trên 2, nếu nằm về phần âm, nó là trừ căn 2 trên 2. Và phần tư thứ tư cũng vậy, ta cũng vẽ ba đường thẳng của ba góc đặc biệt đó ra.
hai phần ngoài lớn là 30 độ mỗi phần, hai phần trong nhỏ là 15 độ mỗi phần. 270 cộng 30 là 300, 300 cộng 15 315, 315 cộng thêm 15 nữa là 330. Và ba đường thẳng này có ba giá trị đặc biệt, ta chiếu về trục sin, ta thấy căn 1 trên 2, căn 2 trên 2, căn 3 trên 2, nhưng nằm ở phần âm của trục sin, đó là trừ căn 1 trên 2, trừ căn 2 trên 2, trừ căn 3 trên 2. Và chiếu về phần cos, ta thấy nằm ở phần dương, đó là căn 1 trên 2, căn 2 trên 2, căn 3 trên 2. Nhận xét một tí xíu, nhắc lại, những đường thẳng màu đỏ ở giữa có giá trị là căn 2 trên 2, tùy nằm ở phần âm hay phần dương, ta thêm dấu trừ vào. Phần dương ta thêm dấu cộng, phần âm ta thêm dấu trừ. Những cái phần 45, 135, 225, 315 có số 555, tức là mình biết là căn 2 trên 2. Cộng hay trừ tùy theo. Và đến đây ta đã giới thiệu xong cái phần vòng tròn lượng giác. Mình không cần phải học thuộc lòng, mình chỉ vẽ ba đường thẳng của ba góc đặc biệt đó ra thì nó sẽ có ba giá trị. Giá trị ngắn nhất là căn 1 trên 2, giá trị ở giữa là căn 2 trên 2 và giá trị nằm ngoài cùng là căn 3 trên 2. Giá trị ngắn nhất là căn 1 trên 2, giá trị ở giữa là căn 2 trên 2, giá trị nằm ngoài cùng là căn 3 trên 2. Tương tự bên này cũng vậy. Mình thêm dấu trừ thôi và dưới này mình cũng thêm dấu trừ. Rồi, hy vọng các bạn hiểu và chúc các bạn thành công trong vấn đề học lượng giác. Lượng giác thực sự không khó lắm, nhưng đòi hỏi mình phải suy nghĩ chút xíu và nhìn hình, chủ yếu là xem hình của lượng giác, xem vòng tròn lượng giác thì mình sẽ giải được. Tất cả những thắc mắc về lượng giác đều nằm trong vòng tròn lượng giác. Rồi, hẹn gặp lại các bạn bài kế tiếp.